Xin chào các bạn, sau đây mình xin giới thiệu với các bạn cách hàn ắc quy xe đạp điện Nijia 2015 phanh đĩa đồng hồ điện tử nhé. Đây là ba bộ ắc quy mà mình đã hàn xong cho tất cả các bạn được nhìn thấy. Vâng, đây là tôi đang đấu điện vào và chưa trực tiếp đánh mua hàn. Đây là các dụng cụ hàn của chúng tôi, rất là đơn giản thôi. Đây là hệ thống ắc quy chúng tôi cung cấp ở thị trường, ắc quy xịn. Và đứng ở phía xa xa kia là anh Linh đang lắp chiếc xe đạp điện Nijia. Và các bạn được nhìn thấy Nijia phanh đĩa nhập khẩu. Và xa xa hơn nữa là xe M133S, và phía bên tay trái chúng tôi đây là xe City Hunter, một xe điện đang hot nhất hiện nay. Và các bạn đã được nhìn thấy chúng tôi làm ở phía ok. Có vấn đề gì về kỹ thuật và xe cộ liên hệ chúng tôi để tư vấn. Ok, các bạn nhìn lại một lần nữa sẽ nhìn ra một bản đồ kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.